là 60-70% của cái thể loại câu hỏi này thôi. Nên thường thường ấy là các bạn là cũng là gì là xử lý về mặt nguyên tắc, như là gì là bài trước thầy có nói là chúng ta sẽ xử lý toàn bộ những câu hỏi specific này trước khi mà thì quay sang câu hỏi khác. Nhưng lưu ý nhé, đó là trong một đoạn nhé, trong một đoạn. Nào bây giờ chúng ta sẽ là gì xét xem thường thường đối với câu hỏi specific này chúng ta sẽ là gì là xử lý bằng cách nào, và thường thường nó sẽ nằm ở đâu trong bài đọc. Các bạn đã biết này, khi mà thì là chúng ta... Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhìn đến một cái câu hỏi specific, tức là những câu hỏi rất là chi tiết. Ví dụ ở đây trên bảng các bạn nhìn thấy này, when is the deadline for application, đúng không? Tức là cái deadline, tức là cái ngày phải nộp cái đơn này là khi nào. Thì khi các bạn đọc cái câu hỏi đó thì các bạn biết ngay rằng là gì, đấy là câu hỏi specific. Và để trả lời câu hỏi specific này thì thường thường ấy là người ta sẽ áp dụng kỹ năng scanning. Các bạn nhớ kỹ năng scanning mà thầy đã có dạy không? Đã dạy không? Chúng ta sẽ áp dụng kỹ năng scanning sang một loại câu hỏi nữa trong phần part 7, tôi như cho cái keyword của câu hỏi. Và cái keyword của câu hỏi này là gì? Từ nào? Là từ deadline, đúng không? Từ deadline. Và thì kỹ năng scanning là chúng ta là quét và chúng ta bắt từ khóa mà chúng ta cần tìm kiếm. Và thường thường khi đã nói đến deadline thì các bạn mong đợi rằng cái gì? Nào các bạn thử nghĩ xem. Thường thường khi nói deadline đúng không? Thì thường thường các bạn sẽ mong đợi một cái ngày nào đó để hoàn thành. Và như vậy chúng ta sẽ quét ở đây là quét cái gì? Quét một cái ngày. Chúng ta quét từ trên xuống dưới, nhịp quét là gì? 2-3 format. Đấy là thể loại câu hỏi là gì? Câu hỏi specific dòng cùng một nhịp. Và tìm cái ngày mà gì chúng ta mong muốn. Và lúc đó chúng ta đọc kỹ lại cái câu hỏi. Nào, chúng ta là gì? Nhìn thấy ở đây bài đọc, chúng ta nhìn thấy là gì? Là tiêu đề là nói về hotel. Trong đầu chúng ta đã hình dung là gì? Nói về hotel rồi. Và ở đây chúng ta đang, câu hỏi của chúng ta là gì? Là không cần biết là gì là bài đọc nó như nào, nhưng mà câu hỏi của chúng ta là đang nói đến cái deadline cho một cái việc là application, cho cái nộp đơn, đúng không? Chúng ta quét từ trên xuống dưới rất nhanh, từ trên hay còn gọi là câu hỏi chi tiết. Câu hỏi chi tiết là loại câu hỏi rất trên xuống dưới rất nhanh, rất nhanh, rất nhanh để bắt được cái ngày. Đấy, xem có một cái chỗ nào mà có ngày thì chúng ta là gì dừng lại. Đấy, ở đây là chúng ta bắt được một cái câu ở gần cuối đoạn, đúng không? Cái câu của chúng ta đây này, chúng ta nhìn này, to apply for this position này, để nộp cái vị trí này này, thì là send a short cover letter. Cover letter là cái là gì? Là chi tiết, đúng không? Và thường thường các bạn đi thi là cái gọi là đơn xin việc đó. Và một cái copy of your resume to Miss gì đó before November 1st. Đúng không? Tức là gì là nộp cái đơn của anh trước cái mùng 1 tháng 11. Như vậy mặc dù là gì là chúng ta không đọc được, không đọc toàn bộ bài, đúng không? Nhưng mà chúng ta vẫn có thể trả lời được cái câu hỏi là gì? Là deadline for application. Đúng không? Như vậy nó phải là trước ngày mùng 1 tháng 11. Như vậy mà các bạn gặp câu hỏi này càng nhiều thì điểm của đáp án của chúng ta ở đây sẽ là ngày nào? Nào khi nào sẽ là gì? Là deadline. Deadline nó sẽ là gì? Là baby, đúng không? Là October 31st, tức là gì? Là ngày 31 tháng 10, tức là trước ngày 1 tháng 11. Đáp án chuẩn của chúng ta là B. Như vậy để trả lời câu hỏi specific, nó tức là câu hỏi chi tiết, nó rất là đơn giản. Bằng cách các bạn là xác định được cái keyword của câu hỏi, keyword của cái câu hỏi đó. Và các bạn là gì? Bạn càng cao. Rất tiếc là gì? Nó chỉ có là sau khi các bạn xác định được keyword rồi thì các bạn áp dụng kỹ năng scanning, quét từ trên xuống dưới, nhịp quét vài gì, 2 hoặc 3 dòng, đúng không? Và tìm xem là gì là vị trí của cái keyword hoặc những từ mà tương ứng với cái keyword đó ở đâu, thì các bạn dừng lại đọc kỹ câu là các bạn có thể trả lời được cái câu hỏi specific đó. Rồi để có thể các bạn là gì làm tốt hơn cái câu hỏi này thì mời các bạn là gì làm bài tập phía dưới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài tiếp theo. Không quá nhiều, nó chỉ có đâu đó là khoảng độ tầm là